Hello, hello chào anh em. Có vẻ cũng lâu rồi chưa làm video nhỉ? Thì video kia tôi có nói là có nên làm về đố vui bờ lấp phờ lút không? Và được khá nhiều anh em ủng hộ. Thì ok, mình sẽ làm về con tê đó nhé. Và sẵn tiện tôi cho mọi người xem skin mới của tôi. Nhìn hơi phèn nên mong anh em thông cảm. Và đây sẽ là câu hỏi cho mọi người. Tôi sẽ làm thứ tự từ rẻ nhất cho đến đắt nhất. Thì trái này là gọi với cái tên là siêu mạnh, mạnh tới mức đeo ai thèm dùng. Nên trái này gần như là bị lãng quên. Nhưng sau cập nhật mới thì trái này đã lợi hại hơn xưa. Nó được thay đổi hình dáng, được thay bộ skin mới và có thể bay được. Nên nó rất thích hợp cho người mới chơi. Đố anh em biết đó là trái gì?